Ngày 5 tây tháng 8 năm 2023, chúc quý vị một ngày thứ bảy cuối tuần an lành, mạnh khỏe và hạnh phúc nhé. Trở lại phần tin tức của sáng ở Mỹ ngày hôm nay, tôi xin phép được chia sẻ và cập nhật những cái thông tin nóng nhất, mới nhất về tình hình của nước Mỹ, về cuộc sống của người dân Mỹ và những cái sự kiện diễn biến nóng bỏng nó đang xảy ra, bao gồm những nội dung sau đây. Gây cấn quá quý vị ơi, một cái thành phố, một cái tiểu bang mà nổi tiếng của đất nước Mỹ cũng như là trên thế giới, đó là New York, rầm rộ bạo loạn xảy ra ngày hôm qua. Vì sao, tại sao bà con người Việt ở nơi này cẩn thận củi và lửa? Nội dung thứ hai, lớn chuyện nữa rồi, Triều Tiên lại một lần nữa cảnh báo nước Mỹ của chúng em là trả giá đắt. Tại sao trả giá đắt? Trả giá cái gì mà đắt? Có mua cái gì đâu mà trả giá đắt? Nội dung thứ ba, đã tóm được lính Mỹ gốc Trung Cộng gián điệp bán thông tin quân sự. Và nội dung cuối cùng liên quan tới Biển Đen rầm rộ dậy sóng, Putin quằn quại đau đớn vì xuồng cảm tử tấn công tàu chiến của Nga. Đó là những vấn đề mình sẽ chia sẻ sau đây, mời quý vị theo dõi. Cũng như thường lệ, nếu quý vị thấy thông tin hay, please bấm nút chia sẻ để bà con chung quanh chúng ta cùng nhau cập nhật. Và đừng quên để lại một cái like viết và chữ bình luận để chia sẻ ý kiến của quý vị đến với tất cả mọi người. Cảm ơn quý vị. Sau đây mình sẽ đi vào cái nội dung thứ nhất liên quan tới gián điệp của Trung Cộng. Lính Mỹ, hải quân Mỹ, đường đường là hải quân Mỹ mà lại làm gián điệp cho Trung Cộng và đã lấy những cái thông tin quân sự bí mật của đất nước Mỹ bán cho Trung Cộng. Đây, vào ngày hôm qua tại thủ đô Washington DC, hai lính hải quân Mỹ đã bị bắt tại vì đã bán những cái thông tin quân sự nhạy cảm cho Trung Cộng. Đó là những gì mà Bộ Tư pháp công bố vào ngày hôm qua. Thì theo như Bộ Tư pháp cho biết, hai người lính hải quân này là gốc người Trung Cộng, tức là nó xuất phát, nó sinh đẻ ra từ Trung Cộng và nó qua bên Mỹ này, rồi nó lấy quốc tịch Mỹ, rồi nó gia nhập quân đội và bắt đầu nó hoạt động, nó làm việc trên hai cái tàu chiến. Và nó lấy những cái thông tin của những cái tàu chiến của Mỹ, nó bán cho Trung Cộng để nó lấy tiền. Và hai người lính này là cư dân tiểu bang California. Đây, nghi can thứ nhất tên là W-E-I, tôi này đọc theo tiếng Việt Nam á, còn nếu đọc theo tiếng Mỹ là W-E-I, làm việc trên chiến hạm USS Essex, căn cứ ở San Diego. Và cái nghi can này có quyền truy cập vào những cái thông tin và hệ thống của vũ khí của cái chiến hạm này, cho nên nghi can này đã lấy hết tất cả những cái bí mật trên cái chiến hạm này và đưa cho Trung Cộng. Ok, đó là nghi can thứ nhất. Nghi can thứ hai tên là Wenhen Zhao, được gọi là Thomas Zhao, cư dân tại Monterey Park, tiểu bang California. Tức là một người đầu tiên thì ở San Diego, người thứ hai là ở Monterey Park, California. Nghi can này đóng quân tại căn cứ hải quân Ventura County, bị truy tố về tội nhận hối lộ từ nhân viên tình báo của Trung Cộng để mà tiết lộ những cái thông tin quân sự nhạy cảm của đất nước Mỹ chúng ta. Và cuối cùng thì sao, cũng đã bị tóm rồi quý vị nha. May mắn cho quân đội Mỹ, may mắn cho đất nước Mỹ quá. Hiện tại bây giờ thì Trung Cộng nó không ngoại trừ cũng như là không cần biết bao nhiêu tiền bạc nó bỏ ra hết để nó lấy hết những cái thông tin từ đất nước Mỹ để mà nó muốn vượt qua mặt đất nước Mỹ chúng ta. Rồi đó là cái nội dung thứ nhất. Sau đây mình sẽ đi vào cái nội dung thứ hai.
nó liên quan tới tình hình chiến sự tại Ukraine. Thì vào ngày hôm qua, không riêng gì ở bán đảo Crimea, cây cầu Crimea, kho vũ khí, kho bom, vân vân và vân vân, và không riêng gì thủ đô Moscow, bây giờ cả luôn Biển Đen, một cái nơi mà chốt Buri đen phong tỏa, đang cấm không cho ai đi qua đi lại, chú đóng đồ ở đây. Vào ngày hôm qua, căn cứ hải quân của chú ở đây đã bị những cái xuồng cảm tử của Ukraine đột kích, mang theo gần 500 kg thuốc nổ và đã đột kích quanh tạc và cho nổ tung cái tàu chiến của chú Buri ở trên Biển Đen, làm cho chú ta quằn quại đau đớn và tê liệt đây. Vào ngày hôm qua, theo như nguồn tin an ninh của quân đội Ukraine cho biết là lực lượng của Ukraine đã sử dụng xuồng không người lái mang theo 450 kg thuốc nổ TNT đó quý vị nha, và đã tấn công vào tàu chiến của Nga ở cái cảng Novorossiya và đã làm cho nó nổ tung. Đó là những gì mà tờ báo Guardian và Ukraine Radar cho biết. Ok, thì sau bao nhiêu cái cuộc phản công của Ukraine thì bây giờ chú Buri đã bắt đầu thấm đòn rồi quý vị nha, không biết chú ta sẽ trả đũa ra sau đây. Rồi, đó là cái nội dung thứ hai. Sau đây mình sẽ đi vào cái nội dung thứ ba, nó liên quan tới Triều Tiên. Chú Uẩn lại một lần nữa, chú Uẩn chính thức tuyên bố Mỹ sẽ trả giá đắt cho cái điều này. Điều đó là điều gì? Đùng một cái chú Uẩn ra mặt binh vực Trung Cộng và hăm he nước Mỹ là sẽ trả giá đắt cho cái hành động này. Đó là như thế này, trong suốt 48 tiếng đồng hồ vừa qua, Mỹ đã thông qua một cái gói viện trợ cho Đài Loan trị giá 345 triệu đô la. Và cái gói viện trợ quân sự này là Mỹ lấy vũ khí từ cái kho của mình đưa thẳng cho Đài Loan luôn, chứ không có mua của người thứ ba hay là mua của ai hết. Ok, tại vì bây giờ tình thế gấp gáp quá, Mỹ muốn cho Đài Loan có sức để tự vệ, cho nên đem thẳng vũ khí của mình đưa cho Đài Loan. Thì đùng một cái Trung Cộng nó nhảy dựng lên, thì dĩ nhiên Trung Cộng nó nhảy dựng là đúng rồi, tại vì lúc nào nó cũng suy nghĩ Đài Loan là của nó. Nó nhảy dựng thì cái chuyện đó mình cũng có thể bỏ qua được. Ok, nhưng cái này chú Uẩn lại nhảy dựng là sao? Chú Uẩn không những nhảy dựng mà còn hù nước Mỹ là sẽ trả giá đắt cho cái hành động này, cho cái điều này là sao? Không hiểu gì hết. Tự nhiên chú Uẩn vào ngày hôm qua nói như thế này: ê Mỹ, dù viện trợ quân sự cho Đài Loan như vậy là không đúng, dù sẽ trả giá đắt cho những cái hành động của dù. Đó là những gì mà hãng thông tấn trung ương Triều Tiên gọi tắt là KCNA đã dẫn lời cái ông Meen Jong-rim, một cái quan chức phụ trách của chú Uẩn, đã lên tiếng cảnh báo đất nước Mỹ trả giá đắt. Tối ngày cứ hù nước Mỹ hoài, dưới thời tổng thống Mỹ Joe Biden thì sao ai cũng muốn hù nước Mỹ là hù à? Không hiểu là nó xem nước Mỹ như là ai, nó chưa biết nước Mỹ như thế nào hay sao đó. Ok rồi, bây giờ mình sẽ đi vào nội dung cuối cùng liên quan tới tiểu bang New York, thành phố New York của đất nước Mỹ. Hãy ai mà nói đến nước Mỹ thì người ta liên tưởng tới New York, đúng không? Tại vì cái thành phố New York này có rất là nhiều cái downtown đi bộ, đa số ở đây thì người ta đi bộ nhiều hơn đi xe quý vị nha, tại vì người đông đất chật. Ok, thành ra nó không có mà sở hữu xe nhiều giống như những cái tiểu bang giống như Tony Lee sinh sống. Thì vào ngày hôm qua, một cái cuộc bạo loạn nó đã xả ra rầm rộ ở thành phố New York. Nó đập phá nhà, xe, tiệm tùng rầm rộ, và cảnh sát New York ở đây người ta bất lực. Người ta đã, nó gọi là không có control được cái cuộc bạo loạn này, gây cấn quá. Thành ra bây giờ cảnh sát New York khuyến cáo người dân là đừng nên đi vào những cái nơi nó gọi là downtown của thành phố New York, đừng đi vào những cái nơi đi bộ của thành phố New York, tại vì cái cuộc bạo loạn nó đang xảy ra rầm rộ, rất là nguy hiểm. Cho nên bà con cô chú bác nào người Việt Nam ở nơi này khi nghe cái thông tin này, please đừng đi vào những cái nơi mà đông người tại thành phố New York trong cái thời điểm này, tại vì cái cuộc bạo loạn nó xảy ra rầm rộ. Và bây giờ thì cảnh sát người ta đang điều tra lý do vì sao, tại sao cái cuộc bạo loạn này nó xảy ra, nó bắt nguồn từ đâu và ai đã dẫn đầu cái cuộc bạo loạn này quý vị nha. Rồi sau giờ phút nhanh gọn lẹ buổi sáng ngày thứ bảy, tối nay cập nhật và chia sẻ những các thông tin liên quan tới tình hình chiến sự tại Ukraine, tình hình bán đảo Triều Tiên và tình hình đất nước Mỹ. Tối nay cảm ơn quý vị rất nhiều đã bỏ ra thời gian quý báu để xem cái video này. Nếu thấy thông tin nó hay, please bấm nút chia sẻ nha, để bà con cùng nhau cập nhật. Và đừng quên ủng hộ tinh thần bằng cách là bấm nút
đăng ký và bấm một cái like và viết vài chữ bình luận để chia sẻ ý kiến của quý vị nha. Have a good day. Thank you.